Như này, như cái sợi mì này. Thôi, giờ thôi nhá. Để mẹ gọt, để mẹ làm nộm rồi ăn nhá. Nghe không? Gọt rồi làm nộm rồi trộn nhiều thứ lại rồi ăn nhá. Mimi. Ăn cái ảo này. Cô cuội. Mimi sao đây? Mimi sao đây? Cuội, mẹ bảo đây. Con đi lấy hộ mẹ một quả xoài vào đây để mẹ gọt chung với cái này. Đi đi, để trộn. Cuội, đi đi con. Giỏi. Ra lấy quả xoài nhá. Ra lấy quả xoài ở gần tủ lạnh ấy. Đi đi. Đi đi. Không nói nữa con. Không bốc nữa con, vừa tí nữa mẹ trộn cho mà ăn. Mimi. Ăn được từ thôi. Dạ bơ bóng. Ôi mi ơi, từ từ thôi con. Cô này, từ từ thôi. Cô này. Cô này. Chết rồi. Cho mi xem. Cho mi này. Cho mi này. Cho cô này. Không ăn nữa. Nào, nào. Thôi không nhịn nữa nha,
Để mẹ lấy cho mà ăn nào. Mimi. Rồi gọi nhà nhé. Cú cú.